Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh của chúng tôi. Sau đây xin mời các bạn cùng xem tin. Hoàng Xuân Vinh được thưởng bao nhiêu tỷ cho tấm huy chương vàng Olympic? Thưa quý vị và các bạn, 2 giờ sáng ngày 7 tháng 8 năm 2016, Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành huy chương vàng, đồng thời phá luôn kỷ lục Olympic sau khi giành 202,5 điểm tại chung kết 10m súng ngắn hơi nam môn bắn súng. Kỳ tích này sẽ giúp cho vận động viên 42 tuổi của quân đội gặt hái số tiền thưởng khổng lồ. Cụ thể, trước giờ lên đường sang Rio tranh tài, công ty Sinotech Hàn Quốc treo thưởng 50.000 đô, khoảng hơn 1,1 tỷ đồng, cho tấm huy chương vàng Olympic đối với riêng bộ môn bắn súng. Công ty cổ phần đầu tư thể thao cũng hứa thưởng 1 tỷ đồng cho vận động viên giành huy chương vàng tại Thế vận hội Rio 2016, còn tập đoàn thể thao Động lực đề ra mức 500 triệu đồng nếu vận động viên đoạt huy chương vàng. Ngoài ra, một thương hiệu đồng hồ cũng treo thưởng 100 triệu đồng cho bất cứ xạ thủ Việt Nam nào giành được huy chương Olympic. Chưa hết, theo quy định thưởng của nhà nước, vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic sẽ nhận 180 triệu đồng và thêm 60 triệu đồng nếu phá kỷ lục Thế vận hội. Ngay sau khi giành huy chương vàng Olympic, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có thư chúc mừng Hoàng Xuân Vinh. Trong thư, Bộ trưởng viết: "Trước hết, tôi thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nhiệt liệt biểu dương thành tích mà vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh đã đạt được. Đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic và còn hơn thế, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta phá kỷ lục Olympic ở bài bắn chung kết với 202,5 điểm, nội dung 10m súng ngắn hơi do công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Chiến thắng này có được là nhờ tinh thần thi đấu quả cảm, quyết tâm cao độ của huấn luyện viên, vận động viên đã được đầu tư trọng điểm cho Olympic 2016. Chiếc huy chương vàng của Xuân Vinh cũng đáp ứng được lòng mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ, khán giả cả nước đang dõi theo từng bước chân của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2016. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng và biểu dương thành tích tuyệt vời của Hoàng Xuân Vinh nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung. Tôi chúc cả đoàn khỏe và tiếp tục thi đấu thành công trong những ngày tranh tài còn lại của Thế vận hội." Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng quyết định thưởng cho Hoàng Xuân Vinh 60 triệu, huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung 20 triệu và chuyên gia Hàn Quốc Bác Trung Quân là 20 triệu đồng. Tính sơ sơ tới thời điểm này, Hoàng Xuân Vinh đã bỏ túi gần 3 tỷ đồng tiền thưởng. Đây chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng khi thành tích vô địch Olympic mà anh lập được tại Olympic Rio 2016 mang lại niềm tự hào lớn cho ngành thể thao nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.